Mến chào cô chú, các anh chị và các bạn. Hôm nay Đức Dương sẽ giới thiệu cho cô chú một trong những lễ hội rất là đặc sắc ở thành phố Thủ Đức, đó là lễ hội mùa thu. Và lễ hội mùa thu được diễn ra từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 9 năm 2024. Một trong những lễ hội rất là đặc sắc có khu vực ẩm thực và mua sắm nằm ở công viên bờ sông Sài Gòn. Là Đức Dương xin giới thiệu cho cô chú một trong những quầy tinh hoa ẩm thực sông nước. Đây có rất là nhiều thứ, để xem coi có gì đây. Wow, quầy này gian hàng sắc màu gọi là rực rỡ luôn. Bánh trái cây quá nhiều màu, đủ loại trái cây cho cô chú có thể lựa chọn. Bánh bông lan, bánh bông lan cùng thốt nốt. Bánh bò bi, bánh bò bi. Bánh cuốn ngọt hay chưa thấy, có thể bánh sô dị. Rất là nhiều món ha. Bánh bò dừa. Mới gọi là bánh bò dừa không anh? Là bánh dừa. Bánh dừa. Bánh đậu xanh. Bánh bò để che. Ồ, bánh đúc. Này bánh đúc rất là ngon. Màu sắc rất là đẹp luôn. Đây, hấp trên. Hấp. Rất là nóng luôn. Khi hấp lên vậy, độ nóng nó mới ăn liền đúng không? Cái này gọi là bánh gì anh? Bánh su sê. Bánh su sê đủ màu vậy hả? Dạ. Có nhân dừa trong đó hả anh? Dạ đúng rồi, nhân dừa. Dạ. Wow, màu sắc gọi là rất là đẹp luôn á. Bánh su sê nhân dừa. Gian hàng này là gọi là rực rỡ sắc màu. Quá đẹp luôn. Một mâm cà na, cô chú thấy một mâm cà na. Quá trời luôn. Cà na đập muối ớt. Rất là hấp dẫn. Cua, nguyên mâm cua. Nghệ. Sò dương. Cái này là gọi là sò gì ta? Sò tô. Sò sữa chứ. Dạ, ốc bu lót nè. Rất là nhiều lắm. Ốc mỡ, ốc bu, sò điệp, ngao, ốc tỏi, sò lông, ốc tỏi, huyết. Thế giới, một thế gọi là thế giới ốc, chuyên về tất cả các loại ốc. Tiếp theo là gian hàng bánh dân gian, có bánh bích trần nhân thịt rất là hấp dẫn. Bánh bột lọc, một cái những bánh rất là ngon với nhân tôm rất là đậm đà. Bánh bột lọc với giá 40.000 một phần. Và tiếp theo là bánh bầu, một cái những bánh nút bầu có mình ăn với nước dừa rất là hấp, rất là ngon. Và đây là một trong những món mà Đức Dương rất là thích, đó là bánh tầm với nhiều sắc màu tím xanh xanh lá, được trộn với dừa ha. Đây là bánh da lợn. Hello, mến chào cô chú, các anh chị và các bạn. Hôm nay Đức Dương đã có mặt tại lễ hội mùa thu được diễn ra tại bên công viên bên bờ sông Thủ Đức, hay là công viên bên bờ sông Sài Gòn. Rất là đẹp ha, cô chú thấy rất là đẹp không? Một trong những nơi lễ hội đang diễn ra ha, bắt đầu từ ngày 10 tháng 9. Và Đức Dương xin mời cô chú cùng ngắm tổng thể khu ẩm thực mùa thu. Có rất là nhiều gian hàng ha, khoảng 30-40 gian hàng, có rất nhiều ẩm thực khác nhau.
từ những ẩm thực dân gian đến tất cả ẩm thực của Thái Lan cũng như là tất cả các ẩm thực của mình. Và đầu tiên đó là khu gian hàng ẩm thực bánh dân gian của nghệ nhân Huỳnh Ngọc Lan. Nơi đây có rất là nhiều những loại bánh dân gian. Cô nghệ nhân này chuyên làm tất cả các loại bánh được hấp tại chỗ. Đó, phía sau là cái xửng hấp ha. Những loại bánh này được hấp tại chỗ nên là rất là ngon. Có nhiều loại bánh ha, bánh bò, bánh đúc, bánh bít trần, bánh bò rưỡi tre. Đó, những loại bánh hôm nay được để rất là gọn gàng và đẹp ha. Và những loại bánh đều có tên và có giá cho cô chú ha. Đó, như bánh bít trần này, rất là ngon. Nhìn cái lớp nó bóng đẹp dễ sợ. Đó là tiếp theo là bánh bánh bột lọc. Bánh bột lọc thì một hộp 10 cái là 40.000. Và bánh bầu cũng vậy. Có rất là nhiều loại bánh và có để giá cho cô chú đến đây mình lựa chọn ha. Chúng ta mình ăn tất cả các loại thì mới ngon. Mỗi hộp á mình sẽ kêu cô sẽ lấy tất cả các loại bánh mình làm dạng tổng hợp á, để mình có thể mình để cho hộp bánh có nhiều hương vị và mình ăn để mình biết từng loại bánh có nhiều loại khác nhau ha. Bánh bò hấp hay bánh đậu xanh cũng rất là hấp dẫn. Bánh khoai môn nè, bánh khoai môn màu tím, có màu tím rất là đẹp. Và bánh bắp nữa, rồi màu vàng của nó vàng ươm. Tổng thể thì cô chú thấy có rất là nhiều bánh. Chúng ta tới đây chúng ta có thể lựa chọn bánh ít trần, nhân đậu xanh. Cái màu xanh của nó rất là hấp dẫn luôn. Bánh bò rưỡi tre thì luôn luôn là tạo cho chúng ta một cái cảm giác ăn rất là ngon miệng ha. Vị ngọt của đường, của nước dừa và của bột rất là hấp dẫn. Và tổng thể nơi đây có rất nhiều loại bánh. Và gian hàng này cô chú đến đây ha. Là gian hàng đầu tiên thì chúng ta bước vô lễ hội mùa thu. Bánh lá mơ đang bốc khói luôn. Cô chú thấy không? Bánh lá mơ vừa hấp ra xong còn đang bốc khói. Nghi ngút ăn với kèm với nước dừa và nước đường ha. Nước dừa nấu tại chỗ luôn. Đó, cô chú thấy một cái cây nước dừa được nấu, mới nấu tại chỗ. Bán hết ngày nào mình nấu ngày đó. Thì buổi tối thì cô chú đi đến đây thưởng thức nó sẽ mát mẻ hơn ha. Ban ngày thì nó hơi nóng. Vì buổi tối thì là tầm khoảng cỡ 4 giờ chiều trở đi là chúng ta đến khu vực lễ hội ẩm thực mùa thu này được thưởng thức rồi. Đây là bánh dây lợn ha. Có màu hồng của lá cẩm rất là đẹp. Được đổ 5-6 lớp rất là nhìn hấp dẫn lắm. Những loại bánh dây lợn này được đúc ngay tại chỗ. Đó, phía sau là cái xửng hấp rất là ngon. Mình có thể đổ tại chỗ cho cô chú để đến mình ăn trong cái nó còn nóng hổi luôn á. Cái đỏ đỏ là gì? Bánh dây lợn lá cẩm. Phía trên màu hồng đó là màu của lá cẩm ha. Màu rất là đẹp. Và khi ăn bánh rồi chúng ta cũng không quên đến quầy nước gọi là trái cây. Rất là đẹp, đủ sắc màu, đủ loại hương vị trái cây ha. Và chúng ta dùng. Và có rất nhiều loại như là cocktail cũng như là những loại trái cây luôn có phục vụ cho chú ha. Từ sáng đến tối luôn. Đó, rất là nhiều loại nước trái cây để nhiệt mùa hè. Quá là hấp dẫn, đủ màu sắc. Từ chanh dây ha, dưa lưới, ổi, rồi táo, nho. Rất là dặn. Và tiếp theo là món đến từ Hà Nội. Bún đậu mắm tôm rất hấp dẫn. Và đây là món sứa. Sứa thì có rất nhiều món ha. Đây chân gà xả tắc, sứa cũng xả tắc. Trứng gà non và một số loại hải sản tươi sống như hầu 10.000 con, hầu nướng hoặc hầu phô mai ha. Một sò điệp và đây là con sò mai với giá 30.000, có thể chúng ta nướng mỡ hành. Có bò lá lốt nè, mực
cuộn sả nè, rất là ngon, bào ngư, mực hấp, mực nướng. Một phần và đây là một trong những cái nồi rất là hấp dẫn với một phần nghêu là ngao hấp sả. Wow, theo phong cách của Thái ha. Và đây là tinh hoa ẩm thực biển đảo. Tinh hoa ẩm thực biển đảo thì cô chú thấy ở ngoài đảo thì hải sản rất là phong phú và có rất là nhiều loại hải sản cũng như ẩm thực mang về đây để phục vụ cho cô chú trong lễ hội mùa thu này nha. Món này quá hấp dẫn, như thịt nhồi ống tre đó, với giá cô chú thấy không, một phần 40.000, ăn đó độc lạ rất là ngon đó. Và tiếp theo là những món như tôm luộc nè, rồi mực nấm làm cho những cái món như cơm lam nướng nè, phía trên có rất nhiều như bún mắm nè đó, cô chú thấy rất là ngon ha. Bún Thái tôm 50.000 một phần, còn này là bún mắm thì 55.000 một phần. Tiếp theo Đức Dương sẽ giới thiệu cho cô chú một trong những quầy ẩm thực Hải Nam Food này. Tôm hùm đất. Nướng trên bếp than nóng. Thế giới hải sản. Hàu. Nguyên mâm cua, nghệ, sò dương. Đây là gọi là sò gì ta, sò tô, sò sữa chứ. Ốc bu lót nè, rất là nhiều lót, ốc mỡ, ốc bu, sò điệp, ngao. Hấp tỏi, xà lông, hấp tỏi, huyết. Thế giới, một thế gọi là thế giới ốc, chuyên về tất cả các loại ốc. Đây món bún nước lèo. Wow, rất là nhiều. Nước lèo còn có cá, heo, tôm, cá lóc và bán cả gỏi cuốn nữa. Tiếp theo là ẩm thực Bình Định, ta có tất cả các combo đây. Đây giá combo. Wow, rất là nhiều. Theo Đức Dương sẽ giới thiệu cho cô chú thế giới côn trùng, thịt nướng cơm lam. Wow, thế giới côn trùng để xem có cái gì ta. Rất là đặc biệt nè. Cơm lam thì bình thường, bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu về thịt nướng nè. Một thế giới thịt nướng, chả nướng, nem nướng, xúc xích nướng, một thế giới. Trời ơi. Rồi chân gà sốt Thái, hấp xả, rang me, tôm đất. Đây, chị giới thiệu đó, đây là món gì đó chị? Dế hả chị? Dạ, đây là dế cơm. Thế giới ẩm, gọi là thế giới côn trùng. Dưới đây là những con bồ cạp. Món này rất là hấp dẫn ha. Bây giờ đưa vô trong cái lễ hội này rất là hay cho tụi mọi người có thể gọi là thưởng thức ha. Dế cơm, con này là cái gì chị? Cào cào. Cào cào. Cái này chậu chơm. Chậu chơm hả chị? Chậu chơm, chậu chơm. À, đây là dế mèn đúng không chị? Dế cơm. À, dế cơm. Wow, rất là nhiều món rất là hay ha. Nó bán một phần hả vậy heo? Dạ, bán vô phần. Phần là nó nguyên vậy luôn hay là ít hơn? Cái này là tụi em trưng bày cho trưng bày. Phần thì nó em tách nhỏ nhỏ ra cho mọi người dễ dùng khoảng 30-40 ngàn một phần nhỏ nhỏ cho mọi người. Rất là lạ ha. Chiên lên chiên giòn lên đúng không chị? Wow. Ồ, có mật a cả tổ ong nữa. Trời ơi, ở đây là rất là hấp dẫn. Đây.
Dường quay nguyên cái mâm tôm hùm đất. Quá đã luôn. Rồi mật ong này bán nguyên miếng này hay chị hay bẻ ra? Dạ, cái này thì em sẽ bán theo lạng anh. À theo lạng, một lạng là bao nhiêu tiền? Này là... Cái này một lạng là 70.000 anh. À một lạng 70.000. Cái này mình bẻ ra mình ăn luôn hả chị? Dạ không, em sẽ nướng. À nướng hả? Dạ. À nướng lên là ngọt. Dạ hả? Dạ một món mới ha trong sống được luôn hả? Chà. Rất là hấp dẫn ha. Gọi là thế giới côn trùng và thịt nướng. Trời ơi, chương trình này là nơi đây là rất là ấn tượng ha. Mấy món rất là ấn tượng. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với ẩm thực sushi Nhật Bản. Sushi Nhật Bản rất là nhiều món. Wow. Với ẩm thực sushi Nhật Bản này, cô chú thấy tất cả các loại sushi ha, cơm cuộn cũng như tất cả các loại rất là hấp dẫn. Quay cận cảnh cho cô chú xem. Wow, một món rất là ngon ha. Trong lễ hội chào mùa thu. Tiếp theo Đức Dương xin mời cô chú các anh chị cùng đến với ẩm thực Thiên Di ha. Ẩm thực Thiên Di cũng có cơm lam. Quá trời cơm lam chất lượng. Cơm lam, thịt nướng, có cả mực, xúc xích nướng đá, rất là hấp dẫn ha. Trên mùa này đang mưa là thích rất là nhiều món để lựa chọn. Lễ hội sẽ bắt đầu từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 9 năm 2024 ha, diễn ra tại bên công viên bên bờ sông Thủ Đức, nên là sẽ có rất nhiều ngày để cô chú có thể đến đây mình thưởng thức những loại ẩm thực rất là hấp dẫn. Trứng gà non, nướng Hàn Quốc, tất cả các loại, thanh bột chua. Khánh Hòa, biết ẩm thực Khánh Hòa có cái gì 25.000 đây nè. 5K vui vẻ. 5K. Cái đó là cái gì anh? Bánh tráng gì anh? Bánh tráng sấy giòn mắm ruốc. À, bánh tráng sấy giòn mắm ruốc 5K vui vẻ. 5K ăn okay. Bao rất ngon luôn. Còn đây là nem gì đây? Nem chua. Đây là nem chua nướng hả? Đúng 20K. Rồi, có nem chua nướng. À, một cây của nó cây là 4 miếng là 20K. 20K. Dạ. Wow. Bình Định ha. Nha Trang, đây là của Khánh Hòa. Đây. Có trứng gà sốt Thái. Trứng gà rau mực sốt Thái. Mực luôn. Dạ. Này, cái gì cũng sốt Thái ha. Đừng dạ đúng rồi. Có nguyên cây hàng. Có gỏi, tôm. Dạ, gỏi tôm thịt. Thiết kế dễ thương quá gian hàng. Ngày dạ. Nay ngày khai trương ha. Ngày khai mạc cũng rất là nhiều ẩm thực để quay cho cô chú xem. Rất là nhiều khu vực ẩm thực. Rất là nhiều xiên que. Đây là nhiều xiên que. Đây bánh ngọt, quay cho chú xem, đó là bánh ngọt ha. Wow, mùa thu, này biểu tượng cho mùa thu nè, rất là dễ thương. Wow, có nhiều loại bánh để cho cô chú lựa chọn. Tiếp theo sẽ đến với quầy hương vị quê hương chè Ba Miền. Ở chè Ba Miền có rất là nhiều, như có chè Thái, rất là nhiều loại. Đây là thế giới chè Mỹ Ngang. Rất là nhiều loại chè. Tiếp theo là món ẩm thực dân gian đường phố Sài Gòn, có nguyên một mâm chè rất là hấp dẫn. Wow. Bánh xèo. Đây, bánh
xèo chiên ẩm thực thành phố, có nhiều món bánh xèo rất là ngon, tôi đến đây lựa chọn ha. Một phần bánh xèo nó tính một phần mâm gì là bao nhiêu tiền nè chị? 90 à, một phần thì 90.000 này. Đó, tôi mời đến đây ha, có rất nhiều thứ này, cũng có nem chả nướng, chả giò, chân gà số Thái nữa hả, chân gà xả tắc rồi bánh xèo rau đủ loại, 90.000 một phần. Cái tiếp theo có gỏi cuốn nè, à, này bánh hỏi, bánh hỏi heo quay, ta có bánh bèo, bánh bèo mì Ý thịt, mì Ý rất là nhiều hơn ha, mì xào hải sản, đây là ẩm thực Long Hải. À, Long Hải có gì đây? Có cá dứa một nắng. Wow, cái này được chiên giòn ăn với cơm chiên hả chị? Hay là quán một phần vậy bao nhiêu? 40 hả? Dạ, à, thấy rồi. Dưới cơn mưa chiều, cô chú thấy dưới cơn mưa chiều sẽ có rất nhiều mọi người đến đây để thưởng thức những ẩm thực gọi là chào mùa thu. Rất là đông đúc và tất cả mọi người đến đây để thưởng thức ha. Thấy cô chú thấy nền nước nè, nước nè, nó tạo cho chúng ta một cái không gian rất là hay. Đó. Còn có trà dâu tươi đủ loại, đây có nhiều loại luôn, trà ổi đây, trà rất là ngon. Với nước tôi được cho những loại trái cây cũng nhúng đường ha. Trà green tea. Và cô chú thấy đó, xung quanh đây là tất cả các gian hàng bán ẩm thực ha. Và bây giờ Đức Dương sẽ giới thiệu cho cô chú những màn trình diễn và múa rồng rất là đẹp ha.
Một buổi chiều tối mưa phớt phớt với những ánh đèn mờ tạo cho chúng ta một cái không gian gọi là
ngắm thành phố Hồ Chí Minh rất đẹp. Phải nói thành phố Hồ Chí Minh dưới màn mưa phớt phớt bay làm cho chúng ta cảm thấy đi dạo trên công viên bên bờ sông Sài Gòn hay công viên Thủ Đức rất là gọi là lãng mạn ha. Thực sự là rất là lãng mạn. Đứng đây có thể chúng ta ngắm được toàn thành phố Hồ Chí Minh ha. Từ bên đây là thành phố Thủ Đức, công viên bên bờ sông. Chúng ta nhìn ngắm được dòng sông Sài Gòn rất là thơ mộng. Và những con thuyền hay là những tàu xe buýt ha, đang chở du khách đi tham quan trên dòng sông Sài Gòn. Bên đây là cầu Ba Son để nối liền từ quận Nhất sang thành phố Thủ Đức. Và ở thành phố Thủ Đức này, bên đây là công viên bên bờ sông Sài Gòn đang tổ chức lễ hội rất là hấp dẫn đó. Nổi theo nhiều màu cảm xúc. Ngoài ẩm thực ra, lễ hội mùa thu này có rất là nhiều gian hàng bán quần áo. Để Dương quay sơ sơ cho cô chú một số gian hàng bán quần áo ở đây ha. Đó. Nằm trong lễ hội mùa thu được tổ chức tại công viên sông Sài Gòn. Đây. Có rất là nhiều hàng hóa cũng như là hàng quán ha. Quần áo rất đẹp. Tiếp theo khi mà họ sẽ chuẩn bị thi đấu đội Phát Nghĩa Đường đến từ An Giang. Wow, khu vực hàng nổi tiếng ha. Đội cảnh sát đi ngủ cùng nhau như vậy. Những hàng quán đây bán rất là nhiều đồ phong phú, nhất là quần áo ở đây thì một thế giới ha. Chú thấy một thế giới quần áo luôn trong khu vực chuyên bán những loại quần áo để cho cô chú có thể đến đây mình mua sắm ha. Ngoài chúng ta thưởng thức ẩm thực ra, chúng ta còn có thể mua sắm những loại hàng hóa rất là nhìn rất là đẹp và mới mẻ, thời trang. Đây, rất là nhiều gian hàng bán đủ loại sản phẩm. Các bạn trẻ đến đây rất là nhiều ha, rất là nhiều gian hàng. Đây, mùa trung thu quá đẹp luôn. Những gian hàng này bán đủ loại cho những con capybara. Thế giới đẹp luôn. Ở bên này à, bên mày chừng nào bếp nè. Sản phẩm nước hoa, quần áo đủ loại thời trang. Chuyên về thời trang. Hàng hóa thời trang. Wow, bên đây đọc. Dòng áo nam, áo thun nam rất là ấn tượng, quá đẹp nè, hàng chất lượng ha. Loại hàng hóa ha, nhất là quần áo ở đây là một thế giới, đầm váy áo quần những loại cho các bạn trẻ những cũng như là tất cả các loại cho cô chú các chị ha.
Và trong công viên khu bên bờ sông này cũng có rất là nhiều loại hình vui chơi giải trí thể thao, đánh ví dụ bông bàn rất là hấp dẫn ha. Đức Thương thấy cô chú đến đây đánh rất là hay. Và đây là một số khu vực dành cho các bé khi đến công viên bên bờ sông Sài Gòn ha. Xe đụng là những trò chơi rất là hấp dẫn như vòng quay đủ loại, và có thêm một khu ẩm thực nho nhỏ. Ngoài ra bên công viên bên bờ sông Thủ Đức còn có rất là nhiều gian hàng nữa. Đây là khu vực cũng là bán rất là nhiều loại trái cây cũng như là ẩm thực ha. Ngoài khu vực ẩm thực của lễ hội ra thì ở đây cũng có phía trong, cô chú đi vô trong thì có những khu để chúng ta ăn uống ha. Những gian hàng nước uống cũng rất là dễ thương. Đức Dương xin cảm ơn cô chú, các anh chị và các bạn đã xem clip. Thấy hay nhớ đăng ký kênh, like, share cho Đức Dương nhé. Hẹn cô chú, các anh chị và các bạn ở clip sau.